Mới đây, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đi mua đồ ở một cửa hàng tiện lợi nhưng lại không đeo khẩu trang. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, lại có thái độ kiên quyết chống đối khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, có ít nhất 3 cán bộ công an có mặt để xử lý vụ việc. Yêu cầu người phụ nữ tuân thủ quy định phòng chống dịch thì người này gần cổ cãi là không có dịch, thậm chí người phụ nữ còn chửi luôn cả lực lượng chức năng kiên quyết không đeo khẩu trang khiến công an phải thực hiện cưỡng chế đưa về trụ sở làm việc. Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc bởi mỗi một cá nhân thiếu ý thức hoàn toàn có thể gây ra những hậu quả khôn lường trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay. Quậy luôn rồi, tao đánh tao, chửi tao, chửi mang hỏi không mang tao bảnh mà tao kêu nhát đeo che vô, không vừa đeo vô shop tao quậy. Quậy vô mấy nhỏ gì cũng chạy ra nó sợ quá, còn mang lên chửi còn mang luôn. Ta người ta cưỡng chế vậy luôn chứ sao? Lì. Đồ ngon quá. Với những buổi livestream trước và buổi livestream tối ngày hôm qua của nữ đại gia Phương Hằng đã có nhiều trải lòng hơn. Cả một giờ đầu tiên cô kể về rất nhiều câu chuyện xung quanh hoạt động thiện nguyện của mình. Tuy nhiên, người xem bất ngờ nhất có lẽ là giây phút khi nữ đại gia cho biết sau khi hết dịch, cô và gia đình sẽ ra nước ngoài sinh sống. Bởi cô chia sẻ rằng họ dẫm đạp lên tôi không thương tiếc, mệt mỏi đến mức tôi là người mạnh mẽ như thế này mà cũng phải rơi nước mắt. Tôi thậm chí còn muốn bán hết công ty, thậm chí không muốn sống ở Việt Nam nữa. Tôi đã hy sinh rất nhiều nhưng tôi quá đau lòng. Tôi không phải người dễ khóc nhưng đôi khi nước mắt cũng giúp tôi vơi đi nỗi buồn. Có khi hết dịch, vợ chồng tôi sẽ đi khỏi Việt Nam vì chúng tôi thực sự không chịu đựng nổi sự chà đạp nữa. Tôi sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện. Tôi sẽ rời đi trong danh dự, rời đi trong sự kiêu hãnh. Tôi không còn chút nhuệ khí nào. Khóc là hèn nhưng đó chính là giọt nước tràn ly. Bên cạnh đó thì bà Phương Hằng cũng chia sẻ những đứa con của bà đã bị tổn thương quá nhiều bởi mẹ của chúng là người tốt nhưng tại sao lại bị người ta chửi nhiều đến thế? Thậm chí bà đã phải thốt lên rằng hay là tôi cứ giả ngu si để hưởng thái bình hả mọi người? Cũng thông qua buổi livestream thì nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cho biết bà đã đặt mua 15 triệu liều vaccine để có thể cùng chung tay với chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, bà chủ Đại Nam đã chung vui với mọi người bằng cách cụm ly online để có thể đáp trả tình cảm của mọi người trong thời gian vừa qua. Buổi livestream tuy không bóc phốt cũng chẳng đầu tấu ai, cũng không nói về cái thiện cái ác của bất kỳ cá nhân nào nhưng vẫn chiếm được đông đảo tình cảm của khán giả. Số lượng người xem livestream của nữ doanh nhân vào tối ngày hôm qua đã lên tới gần 200.000 người, một con số đáng ngưỡng mộ mà nhiều streamer cũng phải ao ước. Tại buổi tiếp nhận diễn ra vào chiều ngày 31 tháng 5, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã thay mặt bà con nhân dân tỉnh Quảng Trị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh đã quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ khó khăn đối với người dân nghèo. Cũng theo ông Hùng, chiều cùng ngày, đoàn đại diện nghệ sĩ Hoài Linh đã đến một số địa bàn trong tỉnh như là Hải Lăng, Triệu Phong. Dự kiến thời gian tới, đoàn của danh hài Hoài Linh sẽ về lại Quảng Trị trao quà cho bà con gặp khó khăn, ông Hùng cho biết. Đợt trước, đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh đã ra Quảng Trị có ghé thăm bà con có hoàn cảnh khó khăn. Họ đã có ý định trao quà và biểu diễn cho bà con ở đây xem, nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa thể tiến hành được. Được biết, trong chiều ngày 31 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã quyết định dùng số tiền 1 tỷ đồng để xây 20 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở các huyện Đắk Rông, Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh. Cũng trong chiều ngày 31 tháng 5, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Lăng để trao số tiền 1,4 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào lũ lụt tại địa phương. Ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã xác nhận thông tin này. Theo ông Thịnh, số tiền này là để xây dựng trường mầm non Hải Phong kết hợp với công trình ứng phó lũ lụt. Được biết, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng là một trong những địa phương thấp trũng, ngập lụt nặng nề trong năm 2020. Như vậy, tổng số tiền mà đại diện nghệ sĩ Hoài Linh đã trao tại tỉnh Quảng Trị là 2,4 tỷ đồng. Số tiền phía nghệ sĩ Hoài Linh và các mạnh thường quân trao sẽ được dùng để xây nhà cho người dân ở vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, xây dựng trường mầm non kết hợp với công trình ứng phó lũ lụt. Mới đây, trên trang cá nhân, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gây chú ý khi đang đàn giải tỏa bức xúc vì nhiều khách hỏi mua đồ của anh với thái độ bất lịch sự. Tuy nhiên, nhà thiết kế này đã bị công chúng chỉ trích ngược lại vì thái độ bị cho là chảnh chọe với khách hàng. Cụ thể, Đỗ Mạnh Cường viết, có những người bất lịch sự kinh khủng luôn và hỏi giá đầm mà kiểu, bao nhiêu, cái này bao nhiêu shop, inbox giá, không hiểu nổi cái lời ăn nói trống không, không chủ ngữ vị ngữ đấy là kiểu gì. Xin lỗi là tôi không bao giờ trả lời những người bất lịch sự như vậy luôn cho nhanh nhé. Status của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và cách anh trả lời fan khiến cộng đồng mạng đứng hình mất 5 giây. Nhiều người lên tiếng chỉ trích nhà thiết kế nổi tiếng, phần đông cho rằng anh đang cố tình bắt
bẻ câu chữ dù khách hàng đã nói rất lịch sự. Thậm chí có người còn cho biết chính bản thân mình đã từng bị đấm mạnh cửa block thẳng tay vì lỡ hỏi cái này bao nhiêu shop. Netizen cho rằng cách khách hàng hỏi nhanh giá như trên vẫn phổ biến khắp các shop quần áo bình thường. Còn bạn, ý kiến của bạn thế nào?